Khi mà mọi người đóng cái cánh cửa này vào này thì mọi người nhìn cái phần tay nắm nhá. Thì ngay lập tức là cái phần tay nắm và cái khóa chốt nó tự nó đóng sập vào luôn và nó chốt thẳng vào phần thành cửa này. Chào mừng tất cả quý vị đã quay trở lại với channel Tổng Công ty Kết Sắt Việt Tiệp, và ngày hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ cho tất cả mọi người toàn bộ những cái bí mật liên quan đến mẫu kết sắt mã số điện tử mà chỉ trong vòng gói gọn 5 phút thôi, để mọi người có thể là dễ hiểu và có thể là có nhiều kiến thức hơn để có thể mua về cho mình một mẫu kết sắt điện tử phù hợp với cái nhu cầu mình đang tìm nhất nhá. Như mọi người đã biết, những cái mẫu kết sắt mã số điện tử bây giờ là một trong những cái dòng kết sắt thông dụng nhất và được nhiều người ưa chuộng và tin dùng nhất, bởi vì cái tính năng tiện lợi cũng như là về cái tính bảo mật vô cùng cao của nó. Thì với những cái mẫu kết sắt mã số điện tử bây giờ không chỉ thao tác thuận tiện dễ sử dụng mà nó còn có cái phần cấu tạo vô cùng là chắc chắn. Như cái mẫu kết sắt ở ngay đây, cấu tạo vô cùng là chắc chắn, chống chịu lực tốt và chống cháy cũng vô cùng khủng, chống cháy lên tới tận là 1200 độ C trong vòng 2 giờ. Với những cái dòng kết sắt này thì những cái hệ thống khóa này nó sẽ giúp mọi người tích hợp thao tác mở ra rất là nhanh và rất là dễ sử dụng, và chỉ bằng một vài thao tác thôi là mọi người đã có thể là mở ra rồi. Ví dụ như ở đây Trung sẽ test thử cho mọi người luôn nhé. Ở đây Trung mở cái chiếc kết sắt này ra chỉ bằng một vài cái nút ấn thôi này. Ví dụ này, Trung nhập cái mã số của chiếc kết sắt này vào này và nút thăng. Đó, kết thúc, và chỉ cần xoay cái chìa khóa này và cầm vào phần tay nắm nhấc lên là ngay lập tức lúc này là Trung đã có thể là mở được cái cánh cửa của chiếc kết sắt này ra luôn. Vô cùng là nhanh đúng không mọi người? Chỉ vài giây thôi. Đây là một trong những dòng kết sắt mà rất là nhiều quý vị khán giả và khách hàng tin dùng, là bởi vì khi mà mọi người đóng cái cánh cửa này vào này thì mọi người nhìn cái phần tay nắm nhé. Thì ngay lập tức là cái phần tay nắm và cái khóa chốt nó tự nó đóng sập vào luôn và nó chốt thẳng vào phần thành cửa này, để giúp mọi người có thể là bảo vệ tài sản của mình một cách an toàn nhất. Nhiều khi mọi người đóng cánh cửa nhưng mọi người quên khóa, thì với những cái dòng kết sắt này nó có cái khả năng tự động chốt khóa, vậy nên là nó chốt vào để giúp mọi người trong những trường hợp mà mọi người vội vàng, mọi người đi đâu đấy mà mọi người quên chưa đóng cánh cửa này vào, thì trong trường hợp này nó sẽ giúp mọi người rất là nhiều. Đa số bây giờ mọi người sẽ thắc mắc là nếu như những cái dòng mã số điện tử như vậy, nó dễ sử dụng như vậy thì nó có cái độ an toàn bảo mật cao hay không? Thì Trung trả lời là có mọi người nhé. Nó vẫn có những cái tính năng chống trộm rất là tốt mà nhiều khi những cái dòng kết sắt khóa cơ đúng xoay nó sẽ không có. Ví dụ như là một cái tính năng là chống nhìn trộm. Ngoài ra thì khi mà có những cái tác động mạnh, ví dụ như là một cái vật gì nó cứng ấy đập vào cái phần cánh cửa này, ngay lập tức nó sẽ có tiếng báo động nó phát lên. Hoặc là chỉ cần có người lạ nhập sai mật mã quá 3 lần với cái mẫu kết sắt mã số điện tử này thì ngay lập tức nó sẽ có âm thanh báo động nó réo lên, và để mọi người có thể đến và kịp thời xử lý, hoặc là gọi đến cơ quan an ninh để họ chạy đến họ xử lý kịp thời cho tất cả mọi người nhé. Và cái bí mật cuối cùng mà Trung nghĩ là mọi người đang rất là mong chờ để được Trung giải đáp, Trung nghĩ đó chính là phần tổng hợp về ưu nhược điểm của một cái mẫu kết sắt. Thì ở đây với cái mẫu kết sắt mã số điện tử này nó sẽ có những cái ưu điểm thì như mọi người đã biết rồi, Trung vừa cũng có nói rồi, đó chính là thao tác mở khóa vô cùng nhanh và thuận tiện, dễ sử dụng, vẫn giữ được nguyên cái tính bảo mật cao và còn có những cái tính năng chống cháy và có những khả năng báo động để mọi người có thể là chống trộm một cách tuyệt đối. Trung nghĩ là những cái dòng kết sắt mã số điện tử bây giờ nó có thể là phục vụ để dành đến cho tất cả mọi người, đáp ứng đủ những cái nhu cầu về cái phần chất lượng cũng như là mẫu mã ngoại hình nhá. Còn về cái phần nhược điểm của cái mẫu kết sắt này, với những cái dòng kết sắt này thì mọi người sẽ cần phải sử dụng pin để có thể là sử dụng và để cho nó có thể là hoạt động ổn định, thì mọi người sẽ cần phải sử dụng pin, và sau khoảng một thời gian dài khoảng 12 tháng đến 1 năm mọi người sử dụng thì nó sẽ hết pin, thì mọi người sẽ cần phải căn và để mọi người có thể là thay cái pin cũ để mình thay vào đấy những cái viên pin mới để mọi người có thể tiếp tục sử dụng lâu dài nhé. Ngoài ra thì nó có cái giải pháp nào để khắc phục được những cái nhược điểm mà vừa Trung nói hay không? Thì đương nhiên là có rồi mọi người ạ. Đó là khi mọi người mua sản phẩm, chúng tôi sẽ kèm theo cho mọi người đó chính là một cái chùm chìa khóa giải cứu. Đây chính là một cái chùm chìa khóa giải cứu, cũng được gọi một cái tên khác đó chính là chùm chìa khóa dự phòng. Thì khi mà những cái sản phẩm đồ điện tử của mình nó hết pin thì mọi người chỉ cần cắm vào đây, đây đó, và sau đó mọi người xoay sang bên trái và lúc này mọi người cầm một phần tay nắm là đã có thể là mở được cái chiếc kết sắt của mình ra khi mà sản phẩm đồ điện tử của mình hết pin nhá. Tiếp theo đó chính là nếu như mọi người chẳng may mà làm mất đi cái chùm chìa khóa dự phòng này
thì chúng tôi vẫn kèm theo cho mọi người khi mua sản phẩm, đó chính là một cái hộp tiếp pin để mọi người có thể là cắm cái hộp tiếp pin đấy vào cái bộ điện tử này để nó kích điện lên, và sau đó mọi người lại tiếp tục nhập mật mã để có thể là xoay cái tay nắm này và có thể là mở chiếc cái xe này ra để mọi người có thể là thay pin ở bên trong để tiếp tục sử dụng lâu dài nhé. Và đó chính là tất cả toàn bộ những cái bí mật đằng sau và những cái thắc mắc Trung nghĩ là mọi người đang rất là có nhiều ở trong đầu và muốn được giải đáp. Thì Trung nghĩ là trong video này Trung đã giải đáp và tổng hợp ý của mọi người cũng khá là nhiều rồi đấy. Và nếu mọi người còn những cái thắc mắc nào nữa về những cái mẫu kết sắt mã số điện tử này thì mọi người có thể là để lại bình luận ở phía dưới phần video này để chúng tôi có thể là tổng hợp lại tất cả câu hỏi mọi người và làm ra một cái video mới để giải đáp cho tất cả mọi người nhé. Hoặc nếu như mọi người đang có nhu cầu mua một cái chiếc két sắt mã số điện tử thì có thể là tham khảo mẫu két sắt ở ngay đây, bởi vì Trung nghĩ là nó phù hợp với mọi không gian trong nội thất mà mình đang có. Toàn bộ những cái thông tin chi tiết về mẫu két sắt này hoặc là những mẫu két sắt điện tử khác thì chúng tôi đều để ở phía dưới phần mô tả video này để mọi người có thể là tiện tham khảo nhé. Hoặc là gọi điện đến cho chúng tôi qua số điện thoại hotline tổng đài đó là 1900 989 932 để được chăm sóc và tư vấn một cách tận tình và chu đáo nhất. Xin hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video lần tới.